29 tháng 5 2020. Dân ơn. Đài Tiếng nói Vì dân của Trường Yến cùng đồng hành thực hiện với dân ơn ba miền chúng tôi. Tiếp tục đến Thủ tướng Chính phủ. Rồi Thủ tướng Chính phủ trả đất trả nhà lại cho dân chúng nhân dân chúng tôi. Từ từ. Góp đất trả đất, góp nhà trả nhà, góp tài sản trả tài sản. Đừng có đụng đẩy cho dân thì trả cổ nữa. Qua đường. Qua đường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,
Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Đã đất tại nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Đã đất tại nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Trả đất tại nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Trả đất tại nhà cho dân đi. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Trả đất tại nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Trả đất tại nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Trung Quốc. Con tôi. Mốt năm nay mẹ tôi giấu ở đâu? Tỉnh giết mẹ tôi ở đâu mà các ông bà cho công dân là tòa án dân cấp cao giải quyết mà tới nay 2 năm trời. Ngày 17 tháng 7 năm 2018 tới nay là năm 2020. Cha tôi cuộc sống thời thợ ở đây. Bây giờ mẹ tôi bắt giá 4 năm bây giờ không thả. Giúp đỡ cho chúng tôi đi. Bây giờ chúng tôi là khổ không khổ lắm. Chúng tôi làm được nhiêu tiền là sẽ ra Hà Nội. Chúng tôi là đấu tranh cho tới cùng thế nào. Để cho biết mẹ tôi ở đâu mà sang cả giam nào. Cha tôi cuộc sống thời thợ ở đây mà tại sao nó giết cha tôi. Mẹ tôi đây nè. Đây là nói là không, các bà hãy mở mắt ra đi. 16 là âm mưu. Rồi con trai cùng con gái là bắt ba mẹ vợ tôi hai đứa con. Tí là cha của chúng tôi. Cha tôi cuộc sống ở đây tôi bốn năm nay quan hệ. Cha đâu? Cha đâu? Đây. Tôi đi. Vợ tôi nó bắt con nha. Con bây giờ nói là giết cha con. Bây giờ cha con bắt cha bốn năm không cho năm. Bắt giam bốn năm nay không cho thăm mặt đâu. Giờ không biết chuyện sống. Không biết chuyện sống ở đâu. Tôi hỏi bây giờ vợ tôi ở đâu? Để lăng bác tập trung làm gì? Bác bỏ qua. Thôi thế nghe chung không? Châu phù. Thôi thế nghe chung không? Thôi thế nghe chung không? Thôi chung không? Thôi thế nghe chung không? Thôi thế nghe chung không? Thôi chung không? Thôi thế nghe chung không? Thôi chung không? Thôi thế nghe chung không? Thôi chung không? Thôi thế nghe chung không? Yêu cầu tha người vô tội. Đa đeo công an bắt 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 người vô tội. Yêu cầu thả người. Thả người. Yêu cầu thả người. Bắt người vô tội. Yêu cầu thả người. Đây. Bắt người vô tội. Yêu cầu thả người. Bắt người vô tội. Trời ơi. Thưa bà con cô bác, đau khổ chưa? Nó bắt coi như nhà dân dân chúng tôi đi kiện mà công an bắt người. Đến nay 4 năm mà không cho thấy không mặt. Cho biết ở chỗ không nào. Cho biết ở chỗ nào. Đó. Như vậy được quan ức một người dân chúng tôi. Đó, à. Chính trị này. Không dám can thiệp để cho tỉnh Hà Tĩnh thành lập một đất nước Hà Tĩnh. Chết. Quỳnh Kim Sơn, Phan Hoàng Việt, Lê Thị Sơn. Quỳnh Kim, gia đình Quỳnh Kim Sơn. Đây là coi như là Phan Hoàng Việt. Phan Hoàng Việt, Lê Thị Sơn bị bắt đến đây là 4 năm, không rõ sống chết. Đây là gia đình người bị hại. Dạ. Yeah. Mà công an coi như bắt vợ người ta. Rồi. Mà coi như là không trả. Tỉnh không trả. Này 4 năm rồi, bốn dân năm. Hà Tĩnh. Đã đâu công an tỉnh Hà Tĩnh. Đã đâu công an tỉnh Hà Tĩnh. Đã đâu công an tỉnh Hà Tĩnh. Đa đa công an Hà Tĩnh bắt người vô tội. Đa đa công an Hà Tĩnh bắt người vô tội. Đa đa công an Hà Tĩnh bắt người vô tội. Đa đa công an Hà Tĩnh bắt người vô tội 4 năm nay chưa trả. Đa đa công an Hà Tĩnh bắt người vô tội. Đa đâu? Đa đa công an Hà Tĩnh bắt người vô tội. Đa đâu? Tự do cho bà Sơn. Đây là người chồng người cha còn sống mà họ đang đi kêu đồ cho vợ con họ. Bây giờ 4 năm nay là dấu bà Sen ở đâu? Hỏi bây giờ dấu ở đâu? Hay là chết hay sống cho tôi biết. Trả tự do cho mẹ tôi và anh tôi. Thôi. Coi như là công dân con Phúc mà bị công an tỉnh Hà Tĩnh trực thuộc công an Việt Nam bắt người vô tội. Yêu cầu trả tự do. Nam mô Di Đà Phật ạ. Coi như là bắt người ta con đi kiện đất đai coi như bắt người bịt miệng. Bịt miệng luôn. Đến đây người chồng người cha còn sống ở đây. Đây là ông Phan Văn Tứ. Bắt người đến đây mà 4 năm nay mà chưa biết người mẹ ở đâu. 4 năm mà
người vợ ở đâu? Ngồi xuống đi. Bà đến đây giam giữ bà, giấu mất tích mẹ tôi và các em tôi, bà xem đang ở đâu? Chồng với cha tôi còn sống ở đây, tại sao mà bà giam mà giữ mẹ tôi bốn năm trời không ra? Tại cả nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đăng tin. Thả vợ con tôi ra. Yêu cầu thả mẹ cho tôi ra. Con cho bé sống chết, bệnh viện gia đình tôi xuống bốn năm. Đây. Đây. Cha tôi đây là nhân chứng sống đây. Tại sao con cha tôi không mời về? Hãy nhìn đi cảnh tượng không? Bắt người không? Đây cũng coi như là gia đình đây, vợ cách vợ con đây. Gia đình mà đến đây cũng đem gia đình mẹ và các em tôi, những người có trên hình ảnh đây 4 năm trời đánh đập ép con. Bây giờ không biết là đâu. Tôi phát hiện ra là mẹ tôi bà Sang bị đánh đập ép con và chúng lên thử ý đưa ra tòa như thế này đây, không mời nhân chứng sống là cha của tôi không nhân chứng về, cũng không cho gia đình tôi được nói cái gì lên hết trơn á. Còn bảo kê cho kẻ cướp đây, xin hộ tướng hãy cứu dân đi. Hộ tướng chính phủ chết không phải ai cũng tốt ai cũng xấu. Đi lôi xe đi, lôi đi. Sao vô tham nhũng đục nước hải dân này thì phải làm sao đây? Đâu đây đục nước hải dân hả tỉnh? Hà Tĩnh nghe rồi, ba Hà Tĩnh nghe rồi, Hà Tĩnh bắt người vô sống là vợ giết chồng, con giết cha năm 2016 4 năm rồi, đến nay là giấu những người này là mất rồi, tích mới biết đâu nữa. Con tạm sao tốt cha mà cha tôi vẫn còn sống ở đây, bắt cha mẹ tôi 4 năm trời rồi. Ông Phúc ơi, đủ rồi. Thưa tướng chính phủ, kéo tất cả nhà nhân dân chúng tôi đi. Dân chúng tôi khổ sở như thế này, công an thì bảo vệ, công an vì dân, công an vì nước quân dân, vì dân phục vụ cho công an, không phải là vì nước. Vì trung thất của quân thân quân dân đâu, công an là vì nước quân dân Việt Nam, chứ không phải công an là vì nước quân dân Việt Nam đâu, vì nước, vì dân Trung Quốc và quân dân Việt Nam. Lên, 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 lên. Đá đeo tham nhũng, đá đeo tham nhũng, đá đeo tham nhũng, đá đeo tham nhũng, đá đeo công an bắt mười qua tuổi, đá đeo công an Hà Tĩnh bắt mười qua tuổi. Tham nhũng, đá đảo, đá đảo tham nhũng, đá đảo.
tính tha người vô tội ra ngay. Yêu cầu công an Hà Tĩnh tha người vô tội ra ngay. Dạ, xin thưa quý cộng đồng, là tôi là Phan Thị Mỹ Xuyên, chắc có lẽ mọi người cũng đã biết Mỹ Xuyên qua Facebook của Mỹ Xuyên ạ. Hành trình 4 năm qua đi khiếu kiện của Mỹ Xuyên là do bị tỉnh Hà Tĩnh lập hiện trường giả để cướp đất, để hãm hại, cướp hồ sơ chứng từ và dựng hiện trường lên vu khống là con tẩm xăng nút cha ở Hà Tĩnh. Đây là ông Phan Văn Tuấn tự tí, là người chồng người cha còn sống, mà hiện nay là 4 năm trời mà không cho chính quyền Hà Tĩnh, là một chính quyền độc ác, không cho chúng tôi đi thăm nuôi mẹ tôi, kể cả là tới giờ mà trại giam cũng không báo tin tức là giam giữ mẹ tôi trại giam nào luôn nữa. Đây là bà Sang, mẹ của tôi, là chỉ báo là cho em trai tôi là biết trại giam thôi, còn mẹ tôi là tới nay chúng nhấn mất tích 4 năm trời, hiện nay là đúng 4 năm luôn đó mọi người. Thì nay là các cháu là làm cũng dành dụm được một ít tiền, là tới là Trung ương Đảng tại Hà Nội là quyết lòng đi kêu an cho mẹ. Suốt vừa qua là mẹ của cháu, là hiện giờ bà Sang còn sống hay chết là gia đình không biết được. Và đây là ông Phan Văn Tuấn tự tí, là cha của chúng cháu là vẫn còn sống, mà báo đài của cả nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đài truyền hình Lép Việt, đài truyền hình Cộng tiền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa làm là nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam, báo đài của cả nước đăng tin sai sự thật mà không cho vào cuộc điều tra. Thì vừa qua là gia đình Mỹ Xuyên cũng không biết sao là đăng lên cũng được một số anh em trên cộng đồng mạng giúp, là Mỹ Xuyên cũng không biết những người đó là ai hết, nhưng mà họ đã đăng lời nói của cha con Mỹ Xuyên lên. Nhưng mà hiện nay là cha con Mỹ Xuyên đang có mặt tại là Hà Nội, xin quý cộng đồng hãy giúp đỡ để là cho gia đình tìm được mẹ. Bây giờ là yêu cầu chủ tịch nước cũng như là các cơ quan ban ngành của Trung ương, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các ông bà phải có trách nhiệm trả lời cho chúng tôi biết, tại vì chúng tôi bị ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình, Tòa án Nhân dân tối cao, đây là bao che cho bọn tham nhũng Hà Tĩnh. Không biết là ông Nguyễn Hòa Bình đã ngậm bao nhiêu tiền của bọn Hà Tĩnh thì gia đình Mỹ Xuyên không biết. Mà tới thời điểm hiện nay luôn là có công văn của Tòa án Nhân dân tối cao là ngày 17 tháng 7 năm 2018, công văn số 75 là chỉ đạo cho Tòa án Nhân dân cấp cao để điều tra xét xử lại, mà hai năm nay là Tòa án Nhân dân cấp cao bao che, không bao giờ lấy lời khai của gia đình Mỹ Xuyên cũng như nhân chứng sống là ông Phan Văn Tuấn để cho hai phiên tòa bất công của huyện Lộc Hà và tỉnh Hà Tĩnh tự ý ra tòa mẹ Mỹ Xuyên và đánh gãy cái chân phải, là Mỹ Xuyên phát hiện trên cổng mạng điện tử và thấy được đây mọi người. Cái dành móng ngựa tới đây và từ đây lên là nó chống cây trụ, cặp cái chân phải mẹ Mỹ Xuyên lên, một cái tay cầm cái khăn màu trắng. Là trong phiên tòa này không mời thành phần tham dự là ông Phan Văn Tuấn cũng như phía gia đình. Là chúng giấu luôn, là chúng không gửi hai bản án về nhà, cũng không cho biết hết trơn luôn. Là nãy giờ Mỹ Xuyên có nói đó là ông Phan Văn Tuấn tự tí là chính quyền của tỉnh Hà Tĩnh, là không tin tức là giết chồng, giết cha, báo đài của cả nước đăng, mà bây giờ người chồng, người cha còn sống đây. Họ đã đi quỳ lại, gia đình tôi đã đi quỳ lại các ông bà. Nhưng mà các ông bà có mắt, nhưng mà các ông bà giả mù. Các ông bà của Trung ương, các ông bà có mắt, nhưng mà các ông bà giả mù không nhìn thấy. Thì ngày hôm nay, nhờ quý cộng đồng hãy đưa những bài viết này của gia đình Mỹ Xuyên và nhân chứng sống là ông Phan Văn Tuấn tự tí lên, để mà biết rằng coi bà Sang, mẹ của Mỹ Xuyên đây là còn sống hay chết, và có âm mưu giết chồng hay không, là các bạn phải minh bạch phơi bày và cho báo chí truyền thông vào cuộc đó tin tiếp tục lên, là coi là âm mưu thủ đoạn như thế nào, hay là bọn chính quyền Hà Tĩnh đã cướp đất của gia đình của chúng tôi mà dựng hiện trường giả thành vợ giết chồng, con giết cha, là từ ngày 10 tháng 6 năm 2016 đến nay đó thưa quý cộng đồng. Thì bao nhiêu lời là Mỹ Xuyên cũng thường thi, Mỹ Xuyên cũng thấy là ông đại biểu Quốc hội ông Lưu Bình Nhưỡng là hôm rồi chắc vấn Quốc hội ông có nói là vi phạm của ngành cơ quan điều tra thật là khủng khiếp. Thì xin ông Lưu Bình Nhưỡng, chúng tôi tin tưởng ông hãy là đề nghị lên Quốc hội về ông hãy hỏi những cái gì về vụ án của mẹ Mỹ Xuyên, tại sao mà im lặng và giấu người như thế này. Xin ông Lưu Bình Nhưỡng hãy thực hiện những gì giống như ông nói ở trên đây, là đây là một cái bằng chứng để đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chứng minh cho đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng như là cơ quan ban ngành của ngành công an ông Tô Lâm thấy rằng là vi phạm của ngành công an thật là khủng khiếp. Xin chân thành cảm ơn quý cộng đồng và quý bạn đã xem đài. Các bạn hãy tiếp tục giúp đỡ cho gia đình Mỹ Xuyên trên hành trình đi cơ quan cho mẹ. Và xin các bạn hãy lên tiếng nói để nhà cầm quyền phải trả tự do ngay lập tức cho bà Sang, Việt và Son, những người vô tội mang án oan, giết chồng, giết cha mà người chồng, người cha còn sống sờ sờ ở đây. Trả bà Sang! Đúng rồi! Hãy trả tự do cho bà Sang! Đúng rồi!
thành gia đình. Hãy trả tự do cho bà Sang. Tự do. Bà Sang có tội với tội luật pháp chứ không phải có tội của bọn cá nhân cộng sản đâu. Tự do. Tự do. Tự do. Bắt được cái đảng cộng sản này ác thiệt.